Đã gì đâu, trước sau thì cũng của người ta ông ơi. Không phải của ông đâu. Xin chào quý vị khán giả thân mến. Hôm nay chiếc ghe của anh Út á thì sửa cũng đã gần xong rồi nha. Nói chung hoàn thành rất là mau. Còn cái phần máng neo này nọ đó là chắc xuống nước mới gắn nha. Đang chờ đăng kiểm. Đăng kiểm xong là xuống luôn nha. Đẹp quá. 94219. Cái mình của nó là nó vuông nha. Nó vuông theo cái kiểu mà bầu thôi, chứ không phải vuông vứt nha. Thấy không? Ra đây là nhìn thấy nó khác liền. Để trong kia thì nó khuất cái bụi cây á, mình không quay được. Rồi bây giờ mình sẽ lên ghe mình coi nó nha. Để coi phòng tài công và mấy anh thợ làm tới đâu rồi. Cả nhà đi theo từ siêu nha, rất đẹp cả nhà ơi. Hôm nay lên được sàn khô rồi nha cả nhà. Còn mấy phần keo thì đang xử cù với chảnh đó ha. Bây giờ mình lên chảnh mình coi nữa. Cái bô chưa có hàng. Quá đẹp. Mình đang ở trên ghe nha. Mấy anh thợ keo thì đang xử cái phần bon ha. Đó, lắp cái phần bon. Cái này mình lắp mấy lớp gì anh? Ba lớp ha. Lớp đóng đinh phủ định 2 lớp. Ừ. Là 3 lớp. Phần bon này cỡ ngày mai xong không anh? À, chắc còn tụ mấy thằng mọc. Dạ. Mọc làm chưa rồi đó, mấy miếng dây. Dạ. Mọc làm ở đâu mình làm theo đó. Dạ. Keo này thì đi theo thợ mọc ha. Ghe bán mà, anh Út lại làm cho kỹ. Lắp thầm thì còn vài nắp chưa lắp. Phần này thì thợ mộc chưa có làm ha. Này phía sau. Chiếc này xin lại kích thước nha. Bề ngang của nó là 6m1. Bề dài là 24m ha. Ghe này trọng tải của nó là chứa trên 100 tấn nha cả nhà. Sàn khô nè. Sàn khô ảnh chơi là nẹp vô chân cẩu luôn. Bắt bát nẹp vô luôn. Còn ở đây nữa nè, còn 2 cái bát đây nữa. Chưa có làm. Rồi, mình đi vô phòng cabin nha. Chắc sơn xong rồi. Wow, đẹp. Hới luôn. Đường điện thì đang đem móng nè, đang đem mấy cái nẹp vuông nữa rồi. Chuẩn bị đi đường điện á. Sàn quá. Màu này lên nước bóng là ok. Thì bà lát. Men thợ đang chuẩn bị đi đường điện nha cả nhà. Cái này là đi 24 với 220 là chung một ổ. Mình đó đó. Cái này là phần ở trên đây là có âm lên không ta? Điện nổi luôn hả? Đi nổi thì nó dễ sửa chữa hả? Đang tìm đường.
đi bệnh viện ghe này hai người đi nha, mới khỏe cho một người đi là biết nào xong. Hai người ở từ đó, đi bốn người tại chạy vô hết rồi. Nằm đi cả mấy ngày xong vậy anh? Cứ ba bốn ngày. Ba bốn ngày thôi. Còn xuống nước nữa mà. Mỗi dùng mỗi khác ha. Phòng tài công cũng vậy. Bây giờ đi xuống thôi, mà anh làm đi. Chừng nào xong rồi mình lên mình coi. Dạ. Áp lô của anh. Ba ngày nữa. Ba ngày không? Ba ngày. Ba ngày ha. Về phần cây bô nè. Gá vô rồi. Chưa có hàng nha. Đi ra đằng sau nữa. Ồ, cái này ra đang hàng. Cái chữ T nè, ở phía sau nè. Khúc này nè ha. Để lên lên dây. Gỗ ghẻ treo qua ghẻ. Đây nữa nè, hai bên hai cái. Hôm nay chủ nhật nha, cho nên thì không người làm nhiều. Xong hết trơn rồi đó. Chờ hạ thủy rồi đem máy xuống. Về mấy phần bồn keo á, thì mình nghĩ là chắc xuống nước sẽ đem vô cho nó dễ nha. Bên bồn cho nó dễ. Chứ trên đây nó khó khăn lắm. Còn cái hộp lái nè. Chiếc này thì xài lái hộp. Để sẵn nó chưa bắt. Rồi đi lên. Mấy cái phần này y nắp cũ của nó nè nha. Đem lên ốp luôn. Thiếu chỗ nào đắp chỗ đó, tận dụng lại hết ha. Này V5. Cái phần ấp khẩu là nó, mình thấy nó vừa phải luôn, đẹp nha cả nhà ha. Không cao cũng không thấp cho lắm đó. Cao quá thì cũng dở, thấp quá thì cũng dở. Khi mà mình chứa cá đó, mình đổ đục lên đó, thì nó tràn ra ngoài ha. Mình có theo chiếc ghe này cũng khá là dài ha. Từ lúc mà em nó là sửa lúc đầu tới bây giờ đó. Cũng may là được anh Út ảnh cho quay lại ha, để ghi lại những cái tư liệu này cho khán giả xem. Nói chung thì mỗi người chủ, mỗi cách thợ đều có cách làm khác nhau hết trơn á. Thiết kế, rồi xài đồ cũng vậy ha. Anh Út đang thị sát tình hình để coi mấy anh thợ làm. Còn mấy cái phần này thì chắc bột tính sao ha. Chắc bột sữa cù. Anh Út này anh kỹ quá, anh đi coi từng ly từng tí. Anh Út, ghe đặt máy gì vậy? Tiết lộ cho khán giả biết rồi. Hả? SR hả? SR mà máy thủy hả? Coi thợ làm từng ly từng tí ha. Khèo quá. Đã gì đâu, trước sau thì cũng của người ta ông ơi. Không phải của ông đâu. Nó đẹp cho người ta. Ủa anh rồi có lót gạch đây không anh? Có. Lót gạch luôn ha. Lựa màu đẹp sáng sáng đó nha, màu sang sang xíu hợp với cái màu vàng này nè. Màu da bò. Mà là gọi là màu da bò đó. Mình kêu gì đó. Xong chiếc này làm chiếc nào đúng không? Còn làm chiếc nữa. Vậy ha. Tiền để này đặt nhiều nha anh trai. Nói chung thì cái phòng mà để trang bà một bên đó thì nó nhìn nó đẹp á, nó rộng rãi.
anh Út thì đang chờ giấy để mà xuống nề nha, để cho thợ làm việc. Nói chung thì cả nhà hãy chờ xem nha, tôi em nó sẽ hoàn thiện từ từ từng giai đoạn nha. Mình sẽ ra nhiều phần ha, đặt máy chạy thử này nọ đó. Rồi bye bye cả nhà nha, hẹn tại clip sau nha.